Bữa nay thì gặp được tất cả các người mẫu diễn viên rất là nhiều, thì rất là vui luôn á. Đặc biệt là chị Lâm Khánh Chi, trời ơi chị đẹp quá trời luôn á. Em nói để bữa nào em gặp chị ở ngoài đời để cho chị lên giới thiệu tìm chồng cho em. Em cũng đang tìm người yêu nhưng mà hôm nay cưới em quá. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha. Thì tất cả anh chị em cũng đã biết thi rồi, bán gỏi đủ thì không cần giới thiệu nhiều hơn nữa. Thì sau đây thì sẽ hát có một bài nhạc để tặng cho tất cả anh chị em mà hát hai thứ tiếng Campuchia và Việt Nam. Chờ anh chồng đi. Cảm ơn tất cả anh chị em. Khóc khuẩn nó khá. Đâu mọi người, nhân vật nào đây? Nhân vật nào rất là Your heart for my number. Gia đình dùng mất sao để cho đây.
mọi người có thấy xa xa là ai? Uống bia không nè? Dạ không chị. Thì đó, hot girl ngồi ngoài kia rồi. Các bạn này đông quá nên mình không có chỗ ngồi, mình mới dạt qua bên này. Ngồi với lại chị Ý. Chị mình rất là cute. Dễ thương. Nhân vật chính nãy giờ là không thấy đâu luôn, mất tích luôn. Cái này em chưa có một tấm hình nào với Vy luôn. Chị vui tối luôn. Hôm nay là khi thấy tất cả anh chị em ở đây thì vui quá. Thì thấy chị Lâm Khánh Chi thì thấy giống như là Lương Mỹ Kỳ với lại Hoài Sa với lại tất cả các diễn viên người mẫu ở tại đây rất là đẹp và rất là thích luôn á, đẹp quá trời luôn. Đặc biệt là chị Lâm Khánh Chi này màu vàng giống như em nè, nổi rực rỡ tại quán. Bữa nào chị đến quán nhà em ăn gỏi nha chị. Đến quán nhà em ăn gỏi có tính tiền không chị Trinh? Sao mà lời quá chị Trinh? Đãi cho chị ăn 10 người. Chị đến liền chị nghe. Nghe chị. Chị Lâm Khánh Chi ở ngoài rất là đẹp luôn mọi người. Rất yêu mến chị Lâm Khánh Chi rất là nhiều. Và có nhiều chương trình của chị Lâm Khánh Chi thì Thi cũng rất là thích xem. Vì ở trong cộng đồng LGBT thì tất cả anh chị em đã biết rồi. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cuộc sống. Thì đặc biệt là trong cuộc sống mỗi ngày mà làm việc tích cực nhất thì đâm gỗi thì có Thi thôi. Em Thi cũng đã cố gắng vượt qua những sự khó khăn ở tại đất nước Việt Nam. Thi cũng sống ở tại Campuchia 20 năm và Việt Nam mới có mấy năm nay thôi, Lào 3 năm và Thái Lan 3 năm, 26 năm ở đất nước người. Nhưng mà Thi rất là may mắn và được lò về tại đất nước Việt Nam rất là vui và được tụ họp với tất cả anh chị em trong giới và những người giống như chị Lâm Khánh Chi. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Sau đây Thi sẽ hát một bản nhạc Thái tặng tất cả anh chị em, đó chính là Your Heart For My Number. ขอบคุณนะครับลองเพลงภาษาไทยให้พี่น้องฟังนะครับโอเคอย่าขอบคุณทีอย่ามันยุ่งซึ้งตับThank you all friend กดไลค์กดแชร์ follow น้องด้วยนะครับ